Lời kêu gọi khẩn thiết của hệ thống truyền thông Viên Thao, Viettop TV, Hội Việt Thiện. Trước cơn bão khủng khiếp Hải Yến nhận chìm bao sinh linh, hàng ngàn, ngàn người thiệt mạng, hàng triệu người đang sống vất vưởng, đói, lạnh, chờ những bàn tay nhân ái cứu giúp. Tiếng khóc, tiếng gào thét òa vỡ, vang vọng nơi những ngọn thủy triều tàn nhẫn. Trẻ thơ vô tội bơ vơ bên những xác người. Con khóc cha, vợ khóc chồng, già khóc trẻ. Cả một cảnh tượng chết chóc hải hùng diễn ra. Miền Trung Việt Nam cũng tang thương theo cùng bão lụt. Hàng trăm ngàn gia đình đang sống cảnh màn trời chiếu đất, cơ cực rét mướt. Trong nỗi đau đớn và tuyệt vọng đó, hệ thống truyền thông Viên Thao, Viettop TV, Hội Việt Thiện khẩn thiết kêu gọi những người có lòng, có tâm hãy giúp đỡ cho những nạn nhân bất hạnh tại phía Luật Tân và Việt Nam. Qua đó, chúng ta cũng thể hiện phần nào nghĩa cử đền đáp mà những thuyền nhân tị nạn từng thọ ơn nước Phi cưu mang. Và hàng trăm ngàn gia đình khổ nạn tại Việt Nam sẽ nhớ mãi những người Việt xa quê, những tấm lòng nhân ái, dù ở phương xa vẫn luôn chia sẻ và hướng lòng tới đồng bào thân yêu, như câu máu chảy ruột mềm. Chi phiếu xin đề Việt Thiện, memo cứu người bão lụt và gửi về 1982 Center Road San Jose, Cali 95112, điện thoại 1-855-855-4611, email viethienusa@gmail.com. Anh cũng rất phải nói là rất là can đảm. Can đảm ở chỗ này nè, trong suốt hành trình đi cứu trợ, lúc nào cũng có mang theo hết. Là khi anh vào gặp Đức cha Nguyễn Như Thể, Đức Tổng Nguyễn Như Thể ở Huế đó, thì công an, anh nói chuyện giống như anh đang ngồi nói chuyện với Phương Thư như vậy, công an ngồi đó luôn. Anh cũng trình bày, anh chỉ lợi dụng được một khe hở duy nhất thôi. Ở lúc công an ra thì anh hỏi, nói cha cho con cái địa chỉ Sài Gòn. Thì cha chỉ đọc nói địa chỉ Sài Gòn để khi anh về Sài Gòn đó, anh gửi thêm một số tiền đó. Cái đó là số tiền riêng anh đóng góp. Và khi mình tới đó, chẳng như hẹn là tôi tới xã đó vào lúc 7 giờ sáng. Thì những anh em phóng viên đó, họ có nhiệm vụ. Họ phải điều tra đúng với cái số người mà vì ảnh hưởng vì vấn đề lụt hay không. Rồi khi anh cầm danh sách này nè, anh cũng can đảm lắm. Anh can đảm là nói, kính thưa quý vị, đây là cái số tiền mà đồng bào ở hải ngoại, đồng bào ở Mỹ cố gắng dành dụm để giúp đỡ cho quý vị như vậy. Nhưng mà nếu danh sách mà xã, huyện cung cấp cho tôi, mà tôi đọc lên đó, mà nếu không phải là những người trong cái thiên tai, trong cái lũ lụt này, thì quý vị giơ tay lên cho chúng tôi biết, hay quý vị la lên cho chúng tôi biết, hoặc là có một ông cán bộ xã, một ông bí thư nào ở xã đó, gửi gắm cho thân nhân họ cho quý vị biết. Phương Thư, lúc đó người ta không còn sợ hãi nữa. Lúc đó người ta nói miếng khi đói bằng gói khi no mà. Lúc đó 50.000 cũng rất là quý, 1 ký gạo cũng rất là quý. Nên cũng gặp một vài trường hợp như vậy thì có người giơ lên, không phải người đó là gia đình của ông bí thư xã. Nhưng mà có trường hợp này thì khó xử, trường hợp này tội. Khi mà mỗi phái đoàn cứu trợ tới đó, người ta đâu có biết phái đoàn đó cứu giúp bao nhiêu, tặng phẩm bao nhiêu. Thì chẳng như cái đợt đầu tiên, chẳng như có một phái đoàn cứu trợ tới ở Mỹ hay là ở Úc hay ở Pháp gì tới, thì danh sách mà những người bị khổ nạn nhất thì được đưa lên đầu tiên. Nhưng mà gặp phái đoàn đó, chẳng như họ tặng cho mỗi người 5 ký gạo đi. Rồi chẳng như cái đợt sau này, trúng cái đợt này, chẳng như cái đợt của anh đi, mình tặng nhiều tiền hơn, thì người ta có sợ, tôi bị nhiều hơn mà như vậy, thiệt hại như vậy. Nhưng mà cái điều này là anh nói với Phương Thư này. Khi quý vị đi cứu trợ thì quý vị sẽ hiểu là cái nỗi khổ của những người đi cứu trợ. Trong cái nỗi khổ nó có một cái hạnh phúc. Cái nỗi khổ là như vậy, chẳng như là số tiền mình nhận được từ một cái quỹ cứu trợ là 50.000 đi. Thì chắc chắn số tiền đó, 50.000 đó, quý vị phải bỏ tiền túi rất là nhiều.
Anh nhớ tới tới một cái làng đó, khi cái tiêu chuẩn mỗi người đóng góp bao nhiêu đó, thì chiếc xe không chạy nổi. Mọi người như muốn giữ lấy chiếc xe, và mọi người đều có muốn cầu cứu lấy cho cái số phận nghiệt ngã của mình, cầu cứu lấy, giúp đỡ cho họ thêm một số tiền. Anh nói bao nhiêu lần trong túi anh có bấy nhiêu tiền thì gần như là anh móc ra hết. Cái đó là số tiền của cá nhân hay là ngay cả số tiền của những người đi trong đoàn. Đi cứu trợ là chỉ có nước mắt và hạnh phúc. Sao vậy? Anh nói chúng nước mắt và hạnh phúc là mình nhìn thấy cái cảnh khổ. Như anh về Quảng Ngãi đó, anh thấy Quảng Ngãi như cái tỉnh ở miền Trung đó khổ vô cùng, cho đến bây giờ mà người ta vẫn còn mặc mỗi một bộ đồ mà đi chân không, mà bộ đồ thì vá víu, coi như nó như những cái phim thời xa xưa như vậy. Họ quá cực khổ đi mà đi miền Trung, nó thật anh rất là ngại ngùng. Công an thì lúc như là cứu vợ, lúc là giám sát, lúc nào cũng đi vừa ra muốn hỏi giấy tờ. Mà đời sống của những người ở miền Trung là như vậy, họ cơ cực. Mà bị gặp thiên tai như vậy, bây giờ như đang xảy ra những cái tỉnh mà ảnh hưởng nhất là Bình Định, là Quảng Ngãi, là Quảng Nam, là Hội An, là những cái đó. Anh không biết cái thái độ của những người công an đó có mở mắt ra hay không, như là những lần anh đi cứu trợ vào năm 1999. Anh xin lỗi anh nói chuyện điều này, anh cũng bị sự xúc động. Và trong cái sự xúc động đó, nó có một cái phần uất ức nữa. Uất ức là cái tình đồng hương của những người ở xa, cái tình của những người Việt xa xứ đã góp công góp của và đem đến những tặng phẩm. Tặng phẩm nó tin vừa tinh thần và thể hiện cái tấm lòng của những người Việt Nam, của những người trong một nước với nhau. Còn về mặt chính quyền, về mặt công an thì là lúc nào cũng như những hung thần hết. Cái điều đó anh đang buồn. Còn như mà kỳ đó anh đi cứu trợ đây thì anh phải nói là 100% đến tay đồng bào. Ở Việt Nam thì nói vậy nè, khi cứu trợ nó qua một cái tổ chức gọi là mặt trận. Nhưng mặt trận đây là chẳng như một cái ông mặt trận ở huyện, ở xã, ông đi theo mình, ông đi theo coi như là mình có làm đúng với cái điều đó hay không. Nhưng cuối cùng thì ông cũng xin, ông nói là gia đình tôi cũng bị lục, ông cho tôi một phong bì giống như mọi người. Thì cái điều đó anh thấy cũng đúng thôi, họ đi với mình cả ngày chứ không có vì không có bị chặn hay. Anh chỉ phiền phức về vấn đề công an, nhìn về nhất là những người làm truyền thông thì họ hay nhìn về như là một cái người làm chính trị vậy. Trước đó tại vì có một cái tổ chức tin lành đó, họ đi phát những cây viết thôi, có tên trong đó. Trong một cái làng thượng thì cái người truyền đạo đó, vị mục sư đó cũng đã bị bắt rồi. Thì anh cũng rất là lo chuyện đó. Nhưng mà ở những thời gian đó năm 1999, bây giờ thì anh thấy là chắc có thể là họ cũng mở mắt ra nhiều hơn. Mặc dù mới đây anh khơi nguồn ánh sáng ở ngoài huyện Mộ Đức. Mộ Đức thì anh gặp những trường hợp mà những người công an làm khó dễ này nọ kia, thì anh cũng đã trình bày được. Là một tổng giám đốc của một hệ thống truyền thông lớn tại Hoa Kỳ dành cho người Việt, anh cũng là một nghệ sĩ, thì những cái xúc cảm hoặc những ghi nhận của anh trong cái bước đường mà anh đích thân đi cứu trợ, nó có để lại qua những cái bài viết hay những bài thơ nào hay không? Năm 1999, cái khi mà thiên tai lũ lụt đến cho miền Trung, thì ngay cả những cái hình ảnh đầu tiên trên truyền hình đó, anh đã có một sự xúc động rồi. Lúc đó anh chưa về tới nơi. Vì những cái sự xúc động đó, anh mới làm thành được cái nhạc hội hướng về miền Trung. Và anh đã làm thành được những câu thơ rất là tình người. Ở chỗ lúc đó anh tưởng tượng là anh đang có một người yêu đang chết trôi trên sông Hương như vậy. Cái cảm xúc và cái tình đối với miền Trung nó làm cho anh viết thành những cái bài thơ nói về thiên tai, về lũ lụt. Và anh nghĩ là Phương Thư chắc còn nhớ cái bài thơ mà làm, bài thơ tháng 11 và bài thơ Lặng Lẽ.
Lời kêu gọi khẩn thiết của hệ thống truyền thông Viên Thao, Viettop TV, Hội Việt Thiện. Trước cơn bão khủng khiếp Hải Yến nhận chìm bao sinh linh, hàng ngàn, ngàn người thiệt mạng, hàng triệu người đang sống vất vưởng, đói, lạnh, chờ những bàn tay nhân ái cứu giúp. Tiếng khóc, tiếng gào thét òa vỡ, vang vọng nơi những ngọn thủy triều tàn nhẫn. Trẻ thơ vô tội bơ vơ bên những xác người. Con khóc cha, vợ khóc chồng, già khóc trẻ. Cả một cảnh tượng chết chóc hải hùng diễn ra. Miền Trung Việt Nam cũng tang thương theo cùng bão lụt. Hàng trăm ngàn gia đình đang sống cảnh màn trời chiếu đất, cơ cực rét mướt. Trong nỗi đau đớn và tuyệt vọng đó, hệ thống truyền thông Viên Thao, Viettop TV, Hội Việt Thiện khẩn thiết kêu gọi những người có lòng, có tâm hãy giúp đỡ cho những nạn nhân bất hạnh tại phía Luật Tân và Việt Nam. Qua đó, chúng ta cũng thể hiện phần nào nghĩa cử đền đáp mà những thuyền nhân tị nạn từng thọ ơn nước Phi cưu mang. Và hàng trăm ngàn gia đình khổ nạn tại Việt Nam sẽ nhớ mãi những người Việt xa quê, những tấm lòng nhân ái, dù ở phương xa vẫn luôn chia sẻ và hướng lòng tới đồng bào thân yêu, như câu máu chảy ruột mềm. Chi phiếu xin đề Việt Thiện, memo cứu người bão lụt và gửi về 1982 Center Road San Jose, Cali 95112, điện thoại 1855-855-4611, email vietthienusa@gmail.com.